À, Hứa Hoàn Nhan đưa tay che ngực, ngay lập tức lại bị chìm xuống nước. Theo bản năng cô đưa tay ôm lấy anh, bộ ngực mềm mại không tránh khỏi dán sát vào người anh. Anh nhắm mắt bận cợt, khóe môi khẽ cong khiêu gợi. Tôi biết rõ cô là một người phụ nữ phóng đãng, vậy mà trước đó còn giả vờ rụt rè e thẹn. Anh lúc nào cũng vậy, luôn dùng mọi cách để hạ nhục cô. Tôi không muốn ở đây. Hoàn Nhan tức giận, mặt đỏ rực. Trời ạ, ban ngày ban mặt lại còn giữa bể bơi ngoài trời, cô sao dám xa đoạn như vậy? Cô không dám nghĩ đến phản ứng của những người hầu còn đang tránh sau phía cây kia. Muốn lên giường. Anh nhếch môi nhìn cô trêu chọc, lại cúi xuống cắn nhẹ môi cô. Nhưng tôi thích ở trong nước, loại hưởng thụ này rồi cô sẽ cảm thấy thích. Một giây sau, chiếc váy bơi nhỏ xíu cũng đã trôi theo dòng nước. Anh hôn một đường xuống phía dưới, xâm nhập mạnh mẽ. Hoàn Nhan không nhịn được kêu ra tiếng, ngón tay cào vào lưng anh để lại vài vệt đỏ ửng. Đáng chết, anh ta trước giày vò cô đến chết đi sống lại, sau thì ném tiền đuổi cô đi. Anh ta xem cô như ngưỡng cô gái đứng đường, có thể tùy ý gọi đến lổi đi. Trong lòng tức giận, cô dứt khoát tắt nguồn di động, vứt bỏ người đàn ông đáng ghét đó ra khỏi suy nghĩ. Trở lại phòng, Hoàn Nhan lục tìm chìa khóa. Hai cô gái ở cùng phòng cũng chuyển đi, vì vậy ký túc xá chỉ còn mình Hoàn Nhan ở, cũng có chút vắng vẻ. Đang mở cửa, bỗng có cánh tay mềm mại chạm vào vai Hoàn Nhan. Hoàn Nhan! Hoàn Nhan giật mình, quay đầu lại, thấy Lâm Thiến đang mỉm cười chào cô. Cô ta chưa bao giờ tỏ vẻ thân thiết với người khác, trừ vì có việc muốn nhờ vả. Hoàn Nhan gạt nhẹ tay cô ra, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi. Hoàn Nhan, nói chuyện vài phút, tôi chờ cô lâu rồi. Lâm Thiến mỉm cười, tay chặn cửa không cho Hoàn Nhan đóng lại. Thật ngại Lâm Thiến, tôi nghĩ hai chúng ta không có gì để nói. Hoàn Nhan cúi đầu, không muốn nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt. Cô thừa nhận cô ta rất đẹp, nhất là dáng vẻ vừa thẹn thùng lại thùy mị dịu dàng của cô ta hôm nay khi ở bên thân Tống Hạo, xinh đẹp động lòng người. Hoàn Nhan cũng không biết tại sao cô lại nghĩ tới hình ảnh giữa trưa hôm nay, hình như còn có chút chán ghét. Hoàn Nhan, chuyện liên quan đến Tống Gia Minh. Lâm Thiến nhìn thẳng vào mặt Hoàn Nhan, đúng như cô ta nghĩ, Hoàn Nhan vẫn chưa quên được Tống Gia Minh. Tay nắm cửa của Hoàn Nhan hoàn toàn không còn sức, Lâm Thiến ngang nhiên đẩy mạnh cửa, thản nhiên đi vào. Chương 32, trả Tống Gia Minh cho cô. Phòng trọ tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, không có nhiều quần áo cùng đồ dùng, trang điểm. Lâm Thiến đột nhiên thấy thoải mái, trực tiếp ngồi trên giường Hoàn Nhan. Cô muốn gì? Hoàn Nhan ngồi trên ghế, lạnh nhạt hỏi. Lâm Thiến mỉm cười đáp. Hoàn Nhan, bạn trai của cô rất giàu có, sao cô còn không quên được Tống Gia Minh? Anh ta không phải bạn trai của tôi. Hoàn Nhan liếc nhìn cô ta, đem tóc xõa ra buộc lại, trong lòng cảm thấy buồn bực, khó chịu. Vậy sao? Hai mắt Lâm Thiến sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút hưng phấn. Hoàn Nhan, vậy cô hãy nhường anh ta cho tôi. Thật ra cô muốn gì? Hoàn Nhan lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta đã có Tống Gia Minh còn chưa thỏa mãn sao? Bây giờ còn muốn tán tỉnh thần Tống Hạo, thật sự không hiểu cô ta nghĩ cái gì. Cô không phải thích Tống Gia Minh. Nếu như cô muốn, tôi sẽ đem anh ta trả lại cho cô. Dù sao tôi cũng đã chán, cô thấy sao? Lâm Thiền đứng dậy, cằm hơi nâng lên, trên danh nghĩa hỏi ý Hoàn Nhan, nhưng giọng nói lại kiều ngạo, tự mãn. Lâm Thiến, cô thật quá đáng. Hoàn Nhan tức giận, toàn thân phát run. Cô ta dựa vào cái gì mà dám đối xử với cô như thế? Lúc cần, cô ta dùng mọi cách cướp đoạt, đến khi không cần thì coi anh ta như đồ thừa vứt bỏ đi cho cô. Hứa Hoàn Nhan, nếu anh ta không phải bạn trai của cô việc gì phải tức giận? Hay là giữa hai người thật ra có vấn đề? Lâm Thiến khóe môi nhếch lên cao ngạo nhìn nàng. Không đúng. Hoàn Nhan vội thu phủ nhận, cô không muốn ai biết mối quan hệ của cô cùng thần Tống Hạo. Cô hãy nhìn lại bản thân đi, người như anh ta căn bản không thể coi trọng cô. Lâm Thiến hai tay ôm trước ngực, dựa vào tường, cất giọng khinh thường. Đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô.
Hoàn Nhan mở mạnh cửa, tức giận lên tiếng. Cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút, đem anh ta nhường lại cho tôi. Cô muốn được cái gì? Mà tôi cũng vậy. Lâm Thiến lại gần cô, cúi đầu nói, đôi mắt quyến rũ khẽ đảo. Không phải cô yêu Tống Gia Minh sao? Hoàn Nhàn tức giận, hoàn toàn vô lực, kinh ngạc mở lời. Đúng vậy, anh ta quả là một đối tượng tốt, nhưng là... Lâm Thiến cười cười xem thường. Đã là phụ nữ, tất nhiên phải tìm cho mình một chỗ dựa tốt, để nửa cuộc đời sau này được an nhàn một chút, phải không? Lâm Thiến, Tống Gia Minh đối xử với cô rất tốt, cô nên quý trọng. Hoàn Nhàn cắn môi, cô chưa từng nghĩ có một ngày cô lại có thể bình tĩnh nói chuyện với người phụ nữ đã cướp đi Tống Gia Minh. Cô thật sự muốn chia tay ai với anh. Lâm Thiến chợt ngẩn người một chút, nhưng ngay lập tức cười lạnh. Tốt có ích gì? Cô ta hất nhẹ mái tóc, ánh mắt mang theo chút toàn tính nhìn Hoàn Nhàn. Cô có biết, ngày ấy nhìn thấy người đàn ông kia ôm cô lên chiếc xe thể thao sang trọng, toàn thân cô mặc quần áo hàng hiệu, được bán ra với số lượng có hạn, trong lòng tôi suy nghĩ gì không? Chương 33, anh gọi điện đến. Cô ta không đợi trả lời, tiếp tục nói. Người như cô sao có thể xứng với anh ta? Một người đàn ông ưu tú xuất sắc, người nên đứng bên cạnh anh ta phải là người xinh đẹp như tôi, mà không phải cô. Hứa Hoàn Nhan chỉ có hai bàn tay trắng, bình thường đến mức làm người ta cảm thấy vô vị. Lâm Thiến, sao cô dám sỉ nhục tôi? Cô nghĩ mình tốt hơn tôi? Hoàn Nhan cười nhạt. Tôi và cô đúng là không có chuyện gì tốt để nói, mời cô ra khỏi đây. Cô nghĩ rằng đây là nhận xét của tôi? Cô lầm rồi Hứa Hoàn Nhan. Khi Tống Gia Minh theo đuổi tôi, chính miệng anh ta đã nói ra cô không có bản lĩnh giữ được người đàn ông ưu tú như vậy, không bằng cho tôi. Cô ta khẽ cười. Cô trở lại bên cạnh Tống Gia Minh, Hứa Hoàn Nhan, đây mới là cuộc sống thuộc về cô. Cô té ngã trên nền gạch, cả người như không còn sức, cố gắng đi tới bên giường, đè mặt vùi vào gối, nước mắt lúc này mới rơi xuống. Cô bị người ta sỉ nhục như vậy là vì cô từng thích anh, nhưng trong mắt cô ta, anh cũng chỉ là thảng đá cây chân, là một bàn đạp. Cô chợt cảm thấy đau lòng thay cho anh. Trở lại bên cạnh anh, Hoàn Nhàn cảm thấy ngực đau từng cơn đau nhói. Cô dùng sức lắc đầu, cuối cùng khóc thành tiếng. Cô cần một bờ vai, chưa bao giờ cô cảm thấy cần như bây giờ. Cần một bờ vai để cô tựa vào. Từ lúc 14 tuổi khi cha cưới mẹ kế, cho đến bây giờ cô 22 tuổi. 8 năm, thời gian qua cô cố gắng một mình làm tốt mọi việc. Nhưng bây giờ cô chợt phát hiện, cô không phải cái gì cũng làm được. Hứa Hoàn Nhàn, cô không phải là siêu nhân, cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng có mơ ước có người che chở, chăm sóc. Cô khóc mệt, ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, cô muốn gặp cha, nghĩ đến cha dường như cô có thêm sức mạnh. Cô rửa mặt, rời khỏi nhà đến bệnh viện. Ngồi qua ba chặng xe buýt, Hoàn Nhàn cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức. Lúc đến bệnh viện, cha còn đang ngủ, các y tá bệnh viện chăm sóc cẩn thận, sắc mặt của cha cũng khá hơn. Hoàn Nhàn thở phào nhẹ nhõm, cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh cao cấp. Phòng bệnh này rất sang trọng, so với căn nhà của những người có tiền còn tao nhã, quý phái hơn. Cô ăn bữa tối qua loa, dọn dẹp sạch sẽ, nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Hoàn Nhàn ghé vào giường cha, có chút buồn ngủ, cô miễn cưỡng đứng lên đi rửa mặt, chải đầu cho tỉnh táo. Đang vốc nước rửa mặt, chợt cô giật mình. Di động phải mở liên tục, không được tắt máy. Nếu tôi gọi mà cô không nhấc máy, Hứa Hoàn Nhan, cô biết vi phạm vào điều khoản trong hợp đồng, kết quả sẽ như thế nào? Hoàn Nhan chu môi, trong lòng oán hận đem người nào đó mắng một trận. Bực thì bực, nhưng cô vẫn mở điện thoại di động. Điện thoại mở một lúc lâu, không có cuộc gọi đến. Hoàn Nhan thở dài một hơi, cả người ngã xuống bên giường. Cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhắm mắt mờ màng. Chuông điện thoại bỗng lập tức vang lên. Hoàn Nhàn giật mình tỉnh dậy, cầm di động, thấy tên anh hiện trên màn hình điện thoại. Chương 34, anh uống say. Cô lưỡng lự một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí bấm phím nghe. Alo. Vì sao tắt điện thoại?
Giọng anh trầm thấp từ điện thoại truyền đến. Hoàn Nhàn luống cuống. Anh có gọi cho cô sao? Sao anh biết cô tắt điện thoại? Tôi... điện thoại hết pin. Cô nói dối, mặt cũng đỏ lên. Hứa Hoàn Nhàn, tôi đã nhắc cô không được phép tắt điện thoại. Ý cười trong giọng nói của anh càng đậm. Hoàn Nhàn trong lòng hoảng sợ. Cô biết anh đang tức giận. Dù là qua điện thoại, nhưng cô vẫn cảm giác được sự tức giận của anh. Điều này làm cho cô thấy sợ hãi. Thật xin lỗi, sẽ không có lần sau. Hoàn Nhàn không cam lòng xin lỗi. Đột nhiên cô ngoan ngoãn nghe lời, làm cho anh có chút kinh ngạc. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Cô ở đâu? Tôi sẽ qua đón, cùng tôi đi ra ngoài. Bệnh viện. Cô chưa nói xong, anh đã đem điện thoại cúp. Bên tai truyền đến âm thanh tút tút qua điện thoại. Hoàn Nhàn cảm thấy hốc mũi có chút chua xót. Đứng ở bên ngoài bệnh viện đợi một lát, xe của anh đã đến. Hoàn Nhàn không đợi, nói anh ngoan ngoãn lên xe, cố gắng nở nụ cười nhìn anh. Bây giờ đi đâu? Uống rượu. Anh không quay đầu lại, ném cho cô hai chữ. Tiếng nhạc ồn ào đập vào tai khiến cô có chút khó chịu, trong đầu suy nghĩ chỉ muốn mau chóng chạy ra khỏi đây. Anh hình như khá quen thuộc nơi này, dắt cô trực tiếp đến một gian phòng sang trọng. Vừa mở cửa, Hoàn Nhàn đã thấy khá nhiều người ngồi xung quanh trong phòng. Thần thiếu, mọi người đang chờ anh, anh tới muộn đấy. Một người bắt đầu chào hỏi. Hoàn Nhàn vừa ngẩng đầu thấy một người đàn ông khá trẻ, tay đang ôm một cô gái quần áo xộc xệch. À, lại đổi bạn gái. Anh ta đi tới vô cùng thân thiết, đánh một quyền lên vai Thần Tống Hạo, mỉm cười, ánh mắt liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của Hoàn Nhàn, trêu đùa Thần Tống Hạo. Này, thay đổi khẩu vị, tránh sang một bên. Thần Tống Hạo trừng mắt liếc anh ta, còn không quên kéo Hoàn Nhàn tìm ghế trống ngồi xuống. Hoàn Nhàn thầm nghĩ, bọn họ chắc là bạn thân của nhau. Người đàn ông vừa nói chuyện với anh cũng bước lại gần, cười nói. Chị dâu nhỏ, lần đầu gặp, tôi là Kỳ Trấn. Xin chào, tôi là Hứa Hoàn Nhàn. Hoàn Nhàn chỉ nhìn anh ta gật đầu, cũng không đưa tay ra. Kỳ Trấn, đừng nói lung tung. Thần Tống Hạo chừng liếc mắt, xung quanh mấy người đàn ông khác thấy vậy cũng ồn ào đứng lên. Oa, Kỳ Trấn, hóa ra còn có người phụ nữ không muốn bắt tay với anh đấy. Hoàn Nhàn mặt càng đỏ, có chút xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không biết phải làm sao. Không cần để ý tới anh ta. Thần Tống Hạo liền nói, đưa cho cô một ly rượu, lại giơ một ly khác hướng tới mấy người đàn ông kia. Trần Nhị, Kỳ Trấn, A Dương, đêm nay chỉ uống rượu. Mấy người kia đều hiểu ý anh nên cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Hoàn Nhàn chợt nghiêng mặt, nhìn thấy anh uống một ly đại lại một ly. Mày cũng không nhíu, không biết sao trong lòng gợn lên những cảm xúc khác thường. Nhìn chai rượu gần cạn, Hoàn Nhàn giữ tay anh. Thần Tống Hạo, anh uống nhiều rồi. Chương 35, cái tát. Thần Tống Hạo say khướt liếc mắt nhìn, sau đó hất tay cô ra, anh nhếch môi cười nhạt. Cô dựa vào cái gì mà quản tôi, Hứa Hoàn Nhàn. Nhất thời, Hứa Hoàn Nhàn trầm tư. Cô lấy tư cách gì quản anh ta? Cô hẳn là phải ghét anh ta đến tận xương tận tủy, mà anh ta cũng xem thường cô, đã qua ngoài bán thân. Hai người bọn họ chán ghét lẫn nhau, rồi lại không thể không dây dưa với nhau. Kỳ Trấn nhìn anh ta say đến không còn hình dạng gì, không khỏi liếc nhìn Trần Nhị một cái, lắc nhẹ đầu. Hàng năm vào ngày này, Thần Thiếu đều trở thành bộ dáng uống say đến bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì. Cũng khổ cho anh ta, một năm chỉ có thể buông thả một lần. Thần Thiếu. Trần Nhị đi tới đoạt lấy chai rượu trong tay anh ta, khép hờ mắt nhẹ giọng nói. Cô ấy đính hôn với Dennis Lâm rồi. Trần Nhị hạ giọng nói. Hứa Hoàn Nhàn ngồi kế bên Thần Tống Hạo nghe rõ câu nói này, trong đầu cô lập tức nghĩ đến tên của một người, Tô Lai. Thân thế Thần Tống Hạo đột nhiên run rẩy, anh ta ngẩng đầu lên, mắt vằn tía máu, gắt gao nhìn thẳng Trần Nhị. Mẹ kiếp, cậu vừa nói gì? Cô ta, Tô Lai cũng đã đính hôn với Dennis Lâm 3 năm rồi, Thần Thiếu, quên đi, cô ta không đáng để nghĩ tới, anh hiểu không?
anh xem hình dáng của anh bây giờ giống cái gì. Cha mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho anh, tại sao anh không quan tâm tới bọn họ? Trần Nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gầm nhẹ. Thần Tấm Hạo lúc này cũng không còn tỉnh táo, hùng nhằng hằng lắc đầu, đáy mắt mờ mịt. Tôi không tin cô ấy đã đính hôn. Anh ta đẩy Trần Nhị ra, cầm cái chai lên ngửa đầu ra, sau dốc hết rượu vào trong miệng. Hứa Hàn Nhàn kinh ngạc nhìn anh ta, cô đột nhiên bước ra bên khui chai rượu khác, ngồi rồi học theo cách anh ta vừa làm dốc rượu vào miệng. Thần Tống Hạo, thất tình thôi mà, có gì lớn lao đâu. Tôi cũng thất tình, cũng bị người ta bỏ rơi. Nhưng vậy thì sao, tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Nhìn xem anh giống cái gì, mất cả 3 năm chìm đắm trong đó, tôi thật sự khinh thường anh. Hứa Hoan Nhàn quàng mạnh chai rượu xuống đất, cô chỉ thẳng vào mũi Thần Tống Hạo, mặt mày đỏ bừng giống như cánh hoa đào, nấc lên một cái. Tôi thật xem thường anh, cầm lên không được, bỏ xuống không xong. Cô thì biết cái gì? Thần Tống Hạo nhíu mắt, loạng choạng đứng dậy, túm lấy cổ áo của cô, hung hăng ôm cô vào trong ngực. Tôi dĩ nhiên biết, anh chính là người hèn nhát, trốn tránh sự thật nhu nhược. Hứa Hoan Nhàn nhếch môi cười khẽ nhìn lại anh ta, uống chút rượu vào, cả người cô mềm mịn, da thịt sáng trong, đôi con người long lanh dễ làm say lòng người, khóe miệng khẽ nhếch lên, quả thật là diễm lệ. Thần Tống Hạo chợt cúi đầu, cường bạo chiếm lấy môi của cô, hắn mãnh liệt liếm môi cô, chốc chốc lại hung hăng cắn môi cô. Dám bảo hắn là người hèn nhát, cô thật đáng chết mà. Anh buông tôi ra. Đầu óc Hứa Hoan Nhàn choáng váng, cơ hồ đứng không vững, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo. Xung quanh có rất nhiều người như vậy, anh ta cự nhiên khi dễ cho cô. Cho rằng bây giờ, cô giống như là một trong số các bạn gái của mình sao? Dây dưa cũng không thoát được, môi cô giống như bị anh ta cắn tả tơi. Hứa Hoan Nhàn đột nhiên kích động, chưa kịp suy nghĩ, tay trái đã giơ lên tát vào mặt anh một cái. Chương 37, tranh cãi ầm ĩ. Anh khốn kiếp! Cô tức giận mắng to, nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của anh. Cầm miệng! Anh mím môi, đáy mắt bùng lên ngọn lửa tức giận. Nhớ kỹ, cô không có tư cách để phản kháng tôi. Thần Tống Hạo, anh có biết không? Anh như vậy làm người khác cảm thấy chán ghét. Hoàn Nhàn tức giận, toàn thân phát run. Cô mượn rượu đem những bất mãn toàn bộ trút ra. Cô hận người đàn ông này, nhưng lại không thể phụ thuộc vào anh ta. Cô hận bản thân mình yếu đuối, lại không thể thay đổi, phải sống cuộc sống hèn mọn yếu đuối. Chán ghét! Vậy sao cô còn không biết liềm sỉ chặn xe của tôi lại? Anh cảm thấy hơi say, cùng cơ thể của cô dán sát một chỗ, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Cô nghĩ rằng tôi coi trọng cô sao? Tôi cho cô biết, một đêm kia lên giường với cô chẳng qua là đúng nhịp. Nếu chặn xe tôi là người khác, hiện tại người nằm dưới thân tôi không phải là cô. Còn mẹ nó! Anh đột nhiên buông tay, đem cô đẩy ngã bên cạnh. Ánh mắt tràn ngập xem thường, chán ghét, lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác đem cửa đá văng, cũng không quay đầu bước ra ngoài. Hoàn Nhàn ngơ ngác nằm yên lặng một hồi lâu mới đứng dậy, váy cô bị anh ta xé bỏ, ngay cả áo khoác để che cơ thể cũng không có, nước mắt trên mặt hình như cũng có chút lạnh, làm cho cả người cô phát run. Không biết bao lâu rồi, cô mới nhớ đến gọi điện cho Văn Tĩnh. Hoàn Hoàn ôm ngực, giọng run run. Tĩnh, bạn có thể tới đón mình được không? Nói vị trí của mình xong, tắt máy, Hoàn Nhàn ôm chặt đầu gối, ngồi ở trên sàn nhà, giống như là khúc gỗ. Văn Tĩnh đến rất nhanh, còn chưa kịp vào cửa, Hoàn Nhàn đã nghe thấy cô tức giận lớn giọng ở bên ngoài. Cô miễn cưỡng đứng lên mở cửa, Văn Tĩnh khí thế hung hăng cùng Kỳ Trấn đi vào. Nhàn à! Có phải tên đàn ông thối này bắt lạt bạn? Văn Tĩnh bây giờ đang rất tức giận, bàn tay nắm chặt áo Kỳ Trấn, các đốt ngón tay đều trắng bệch. Mắt trái Kỳ Trấn cũng xanh tím một mảng, hiển nhiên là bị Văn Tĩnh đánh, trông rất thảm hại. Tĩnh, không có. Hoàn Nhàn muốn giải thích, Văn Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc cô. Bạn sợ cái gì? Nếu anh ta dám bắt nạt bạn, bà cô đây đêm nay sẽ đem anh ta phế đi.
Sắc mặt Kỳ Chấn trông càng khó coi, Hoàn Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu. Tĩnh, không phải anh ấy vô tội. Văn Tĩnh nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, rồi đem ánh mắt nhìn lại Hoàn Nhàn. Thấy cô nghiêm túc gật đầu, mới ngượng ngùng buông tay. Đêm hôm khuya khoắt thì anh ta lại xuất hiện ở đây, tất nhiên cũng chẳng có ý tốt gì. Kỳ Chấn thật không muốn cùng người phụ nữ này nói thêm một câu, anh lịch sự nhìn Hoàn Hoàn nói. Hứa tiểu thư, bạn của cô đã đến, tôi cũng an tâm, tôi đi trước, tạm biệt. Anh ta cũng không thèm nhìn tới Văn Tĩnh, đứng một bên sắc mặt lúc trắng lúc hồng, đi nhanh ra ghế sofa. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Người phụ nữ của Tổng Giám đốc tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã đang và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả mỗi video. Chương 38: Đẩy anh tới bên cạnh người khác. Văn Tĩnh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cô trước nay dám làm dám chịu, chạy vội ra nắm áo Kỳ Chấn, khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú lâng lên, nét mặt bướng bỉnh phảng phất chút áy náy. Chuyện vừa rồi thật ngại, tôi trong lòng lo lắng Nhàn xảy ra chuyện nên mới nghĩ anh là người xấu. Kỳ Chấn cao mày, nhìn cô biết mình nói sai bộ dáng cúi đầu lo lắng, bất đắc dĩ nói. Chỉ cần cô lần sau chú ý, chưa phân biệt đúng sai đã đánh người là được. Được, tôi nhớ rõ. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến ánh mắt Kỳ Chấn hơi lóe sáng. Anh cái gì cũng không nói, gật đầu xoay người đi ra. Ngồi trên xe, Văn Tĩnh trở về ký túc xá, chân bước nghiêng ngả, siêu vẹo đi lên lầu. Cửa vừa mở, Hoàn Nhàn chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đầu cô như muốn nứt ra, vội ghé vào bồn cầu, rửa tay nôn một lúc lâu mới có cảm giác dễ chịu hơn. Ngẩng đầu nhìn trong gương, khuôn mặt phừng sưng phù, hai mắt mọng như quả đào. Chuyện xảy ra trong một tuần vừa rồi làm cho cô khóc nhiều hơn cả 8 năm qua cộng lại. Những câu nói nhục mạ của anh ta cứ vang lên bên tai cô. Cô không lý giải được cảm xúc hiện tại của mình. Trong đầu nảy lên suy nghĩ, có lẽ anh ta sẽ không tiếp tục thực hiện giao dịch này. Hoàn Nhàn bước ra phòng vệ sinh, cầm điện thoại ở trong túi xách ra. Điện thoại này chỉ có số của anh, mà cũng chỉ để liên hệ cùng anh. Bây giờ chắc cũng không cần. Hoàn Nhàn nhếch môi cười, nhớ tới lời nói của Lâm Thiến cách đây không sẵn lâu. Ngày đó hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, với người đẹp như Lâm Thiến, chắc anh sẽ có hứng thú. Cô mở tin nhắn, nhắn cho anh một tin, rồi mở di động, vứt bỏ sim mở cửa, đi đến cuối hành lang ký túc xá, gõ cửa phòng Lâm Thiến. Lâm Thiến mở cửa, cô ta nhìn thấy cô thì ánh mắt lóe sáng lên một chút, rồi mỉm cười đắc ý. Cô đã suy nghĩ kỹ. Hoàn Nhàn không trả lời cô ta, đưa điện thoại trong tay ra. Giúp tôi đem điện thoại trả lại cho anh ta, số điện thoại của anh ta là... Cô không nói nhiều thêm một câu, xoay người trở lại phòng của mình. Cửa vừa đóng, cô không biết vì sao, nước mắt lại rơi xuống, muốn ngừng cũng không ngừng được. Không biết ngủ từ lúc nào, tỉnh dậy ngoài trời đã sáng. Hoàn Nhàn nhìn thời gian thời khóa biểu, vừa đúng hôm nay được nghỉ, cô vội rời giường đến bệnh viện, không chừng cha đã bị người ta đuổi ra ngoài. Tới bệnh viện, hộ lý đang sắp xếp phòng bệnh, Hoàn Nhàn vội vã đến giường cha. Nhìn cha sạch sẽ nằm trên giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô Lý, có người nào tới hay không thông báo cho cô điều gì không? Hộ lý ánh mắt nhìn cô ánh mắt ngỡ ngàng. Không có. Sau đó hình như nhớ tới điều gì hưng phấn nói. Ba cô sáng nay tỉnh dậy một chút, sau đó lại ngủ. Bác sĩ nói chắc không nguy hiểm đến tính mạng. Thật vậy? Hoàn Nhàn vui mừng kêu lên, cô không dám tin che miệng lại. Nước mắt lại rơi xuống. Cha có thể tỉnh lại, cô có ủy khuất hơn nữa, khổ hơn nữa cũng không sao. Chương 39: Gặp lại nhau, mọi chuyện thay đổi. Từ phòng bác sĩ đi ra, Hoan Nhan không ngừng khóc. Hai dây thần kinh ở chân của cha bị đè lên, từ giờ về sau sẽ bị liệt.
Cô ngồi mệt mỏi im lặng trên ghế dài trong hành lang. Bây giờ cô thật mong có ai đó ở bên cạnh chia sẻ giúp đỡ. Cô chỉ còn có cha làm chỗ dựa, nhưng cha bị bệnh. Một tháng này không có ai đuổi họ đi, viện phí cũng được đóng. Hoàn Nhàn bắt đầu bất an lo lắng, về sau cũng phó mặc cho số phận. Dần dần thành thói quen, cô gần như đã quen anh ta, quên luôn hiệp định 6 tháng, cũng như quên chuyện hoang đường xảy ra giữa họ. Nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn anh, dù sao anh ta cũng không khởi kiện cha, còn trả bộ toàn bộ chi phí thuốc men. Nếu gặp lại, có lẽ cô sẽ mỉm cười, nói cảm ơn với anh ta. Cha, hôm nay chúng ta về nhà, cha có vui không? Hoàn Nhàn cẩn thận giúp hộ lý đỡ Hứa Hướng Cảnh ngồi lên xe lăn. Chả một tháng nay đã chưa từng mở miệng nói chuyện. Dù Hoàn Nhàn dùng hết tâm tư cùng ông nói chuyện, trêu chọc ông vui vẻ, ông vẫn như tượng gỗ không rút phản ứng. Bệnh viện phục vụ rất chu đáo, đem xe đưa họ về đến nhà. Khi Hoàn Nhàn giúp cha đẩy xe vào sân, trông thấy Hoàng Thư Quyền vẫn như trước, đừng nói chuyện phiếm với những người phụ nữ khác. Hoàng Thư Quyền kéo thân mình mập mạp dựa vào cánh cửa lớn nhìn một lúc lâu, chắc chắn không có người đuổi theo đòi nợ, nét mặt tức giận, hai người chống nạnh, bắt đầu tính toán. Hứa Hoàn Nhàn, bà cô bị liệt, về sau việc đổ phần đổ nước tiểu là chuyện của cô, từ hôm nay trở đi, cô trở lại hầu hạ cha cô. Được. Hoàn Nhàn không có tâm trạng tranh cãi với bà ta, đẩy cha trở về phòng. Một giây sau, khi cửa phòng đóng lại, Hoàn Nhàn ngồi sụp xuống bên cạnh xe lăn của Hứa Hướng Cảnh. Cô khàn khàn mở miệng, nước mắt rơi xuống. Cha, van cầu cha, mau tỉnh lại được không? Ngày hôm sau, trở về trường học, sau khi tan học, Hoàn Nhàn tùy tiện thu dọn một ít quần áo chuẩn bị về nhà. Đến cửa phòng trọ, thấy Văn Tĩnh. Văn Tĩnh hình như đang có chuyện vui, vừa thấy Hoàn Nhàn đã nắm tay cô kéo lên xe. Nhàn à, mình đưa bạn tới gặp một người. Ai cơ? Hoàn Nhàn có chút không hiểu, Văn Tĩnh cười cười giống như một kẻ háo sắc nói. Bạn trai của mình. À, thật chứ? Hoàn Nhàn cảm thấy hứng thú, làm bạn với Văn Tĩnh đã nhiều năm, còn chưa nghe thấy cô ấy có cảm tình với ai. Người đó bạn cũng biết. Văn Tĩnh hai mắt sáng lên, lái xe nhanh hơn. Một lúc sau dừng lại ở một quán bar, Hoàn Nhàn xuống xe, đúng lúc nhìn thấy bên ngoài một gương mặt khá quen. Nhìn kỹ, phát hiện ra Kỳ Chấn, cô không khỏi mím miệng cười. Chúng ta đi vào thôi. Văn Tĩnh một tay nắm lấy tay Hoàn Nhàn, tay kia nắm lấy Kỳ Chấn kéo vào trong quán bar. Tĩnh, hôm nay anh ấy muốn giới thiệu em với mấy người bạn của anh. Kỳ Chấn nghiêm túc mở miệng, ánh mắt có chút lo lắng dừng trên mặt Hoàn Nhàn. Được. Văn Tĩnh mau chóng gật đầu, kéo Hoàn Nhàn đi vào trong. Đi theo sau Văn Tĩnh, Hoàn Nhàn còn chưa rõ tình huống lại phát hiện bước chân Văn Tĩnh dừng lại ở cạnh cửa ra vào. Lâm Thiến. Giọng nói Văn Tĩnh đầy vẻ thất vọng, Hoàn Nhàn lập tức ngẩng đầu, theo ánh mắt Văn Tĩnh nhìn về phía chiếc bàn lớn trong phòng. Cô liếc mắt nhìn thấy Lâm Thiến, cả người bên cạnh cô ta, thần Tống Hạo. Chương 40, đau khổ trong lòng. Cô giật mình sửng sốt, liền giật tay Văn Tĩnh chạy ra phía ngoài. À, Hoàn Nhàn, cô cũng đến, mau vào đi. Thanh âm của Lâm Thiến vang lên, cô ta mỉm cười dựa sát vào người thần Tống Hạo. Chỉ hận, cả người không thể dán chặt vào người anh ta. Ánh mắt nóng rực mang theo thắng lợi, khinh thường liếc nhìn Văn Tĩnh và Hoàn Nhàn. Thần Tống Hạo im lặng, đôi mắt khẽ liếc. Trong khoảnh khắc ngửa đầu uống rượu, khoe mắt nhìn tới bóng dáng gầy yếu, tựa hồ có chút sáng lên. Hoàn Nhàn cắn răng, ổn định lại thân mình, cô ép mình nở nụ cười, liền xoay mặt, giọng nói thoải mái mỉm cười, đôi mắt trong trẻo nhìn gương mặt trang điểm xinh đẹp của Lâm Thiến. Sao cô ở đây, không phải lúc này cô lên ở bên cạnh Tống Gia Minh sao? Văn Tĩnh rồi không nhịn được sỉ cười to, nén nhìn Hoàn Nhàn giơ ngón cái. Cô còn chưa từng thấy Hoàn Nhàn ăn nói sắc bén như vậy, có điều thích cô. Sắc mặt Lâm Thiến biến đổi, muốn cãi nhau, nhưng e ngại có thần Tống Hạo, liền miễn cưỡng bày ra khuôn mặt dịu dàng tươi cười, nhưng không che được sự tức giận trong đáy mắt. Tôi và anh ta đã chia tay, như thế nào, cô lại không đến tìm người yêu cũ sao? Lâm Thiến ổn định tâm trạng, khóe môi hơi nhếch lên, vừa vặn tạo ra một độ cong mê người.
đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Hoan Nhan nói. Tay cầm ly rượu của Tuấn Thần Tống Hạo thoáng dừng một chút, cùng Lâm Thiến ở chung mấy ngày nay, anh đương nhiên biết người yêu cũ của Hoan Nhan trong lời nói của Lâm Thiến chính là người đàn ông nhìn thấy hôm đó. Mà hiện tại, kỳ quái là anh ta muốn biết cô trả lời như thế nào. Hoan Nhan cười nhẹ, nhẹ nhàng đi đến, hơi hướng đầu về một bên, ánh mắt lướt qua Lâm Thiến, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Thần Tống Hạo. Cô cười vô cùng rạng rỡ, gật đầu với Thần Tống Hạo. Thần tiên sinh, tôi nhớ anh ta từng nói, anh ta từ trước đến nay chỉ chạm vào xử nữ. Trong phòng bỗng vang lên âm thanh cười nhạo, mặt Thần Tống Hạo dần xa sầm lại. Cô, Hứa Hoàn Nhan, cô... Lâm Thiến rút cuộc không nhịn được đứng bật dậy, tay run run chỉ vào mặt Hoan Nhan, tức không nói ra lời. Hừ, Lâm đại tiểu thư, cô gạt được Tống gia mình, chắc cũng không lừa được Thân tiên sinh đã duyệt qua vô số người đi. Hoan Nhan mỉm cười quay sang nhìn lại Tống Thần Thần Tống Hạo. Đúng không, Thân tiên sinh? Thần Tống Hạo nhíu đôi mắt, khẽ môi nở nụ cười, nhấc tay để trên ghế tựa, lười biếng nhìn cô. Tôi thích xử nữ hay không, Hứa tiểu thư quan tâm sao? Anh ôm lấy eo nhỏ của Lâm Thiến, trước mặt mọi người liền đưa tay trực tiếp thăm dò vào trong áo của cô ta. Thân mình Lâm Thiến liền mềm nhũn như bạch tuộc, dán chặt vào người Thần Tống Hạo, thốt ra tiếng kêu mềm mại. Huống chi cô ta so với Hứa tiểu thư thật đúng là có hương vị hơn. Anh cất giọng trêu tức, thoáng nhìn đến khuôn mặt phía trước đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Chương 41. Được anh che chở. Hoan Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy Thân tiên sinh chậm rãi thưởng thức, tôi có việc phải đi trước. Sao vậy, cô sợ? Thần Tống Hạo đẩy nhẹ Lâm Thiến, khiến cô ta quần áo xộc xệch bơi phơi bày trước mặt mọi người. Ánh mắt Hoan Nhan vô tình dừng ở bộ ngực cỡ 34C của Lâm Thiến. Chẳng trách đàn ông đều không thoát khỏi sự mê hoặc của cô ta. Phép khích tướng của anh lúc này hoàn toàn có tác dụng, Hoan Nhan tiến thoái lưỡng nan, đứng im lặng, trong lòng thầm buồn bực. Cũng may Văn Tịnh kịp thời mở miệng, kéo cô ngồi xuống ghế. Nhan à, có việc gì phải sợ, không phải chỉ là một hồ ly tình nhỏ bé thôi sao, đến một con mình giúp bạn đánh một con, đến hai con liền đánh cả hai. Tĩnh! Kỳ Chấn thấy Văn Tĩnh nói không e dè, không khỏi lắc đầu, mặt nhăn lại. Văn Tĩnh lè lưỡi cười, trong mắt xinh đẹp không ngại, e ngại dừng trên mặt Lâm Thiến. Kỳ Chấn, em có nói sai sao? Cả phòng này đều có mùi vị của hồ ly, không thể chịu được. Anh còn không mở cửa, hít thở một chút không khí trong lành. À, học tỷ Văn Tĩnh, thật muốn học theo chị, số mệnh tốt tìm được con rùa vàng, cũng nên tìm cho chị em tốt một người chứ. Không quan trọng lớn tuổi, hình dáng ra sao, chỉ cần có tiền, chắc Hoan Nhàn cũng không từ chối đâu. Lâm Thiến cố kìm cơn giận, cất giọng nụng nĩu. Tôi có tiền hay không, tìm được rùa vàng hay không, không liên quan gì đến cô. Lâm Thiến, cô vẫn nên giữ chặt người đàn ông của mình. Theo như tôi được biết, tình nhân của anh ta nhiều đến không đếm được. Hơn nữa, so với cô cũng không thua kém. Hoan Nhan mỉm cười, trong ánh mắt thoáng chút buồn. Cô Hứa Hoan Nhan chắc là một cô gái bình thường nhất trong những người bạn gái của anh ta. Cô ngốc nghếch, chọc giận anh. Biết đâu ngày mai, luật sư của anh sẽ đưa cơn đơn khởi tố đến, cùng một số giấy tờ khác sẽ đúng hạn đưa đến thôi. Suy nghĩ mông lung, cô không tự chủ cầm ly rượu lên uống cạn. Nếu rượu có thể xóa tan nỗi buồn, như vậy thật là tốt. Lâm Thiến nhìn dáng vẻ uống rượu của cô, mỉm cười đắc ý, càng dựa sát vào Thần Tống Hạo. Hạo, tiểu lượng của Hoan Nhan thật tốt, không giống em, uống một chút liền say. Trần Nhị và Kỳ Chấn ở đối diện nhìn không khỏi nhíu mày lắc đầu. Văn Tĩnh nhịn không được vỗ bàn đứng lên, cầm chai rượu, rót đầy ly, đẩy tới trước mặt Lâm Thiến. Lâm học tỷ, tôi nhớ rõ cô nổi tiếng uống rượu thắng đàn ông, lúc này cô muốn uống một ly hay không? Thần Tống Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn Kỳ Chấn. Kỳ Chấn, trông coi tốt cô gái của anh. Kỳ Chấn, con mẹ nó đêm nay anh dám ngăn tôi, chúng ta lập tức chia tay. Văn Tĩnh không chút khách khí chừng mắt nhìn Kỳ Chấn, đưa ly rượu đến trước mặt Lâm Thiến. Kỳ Chấn đành buông tay, ngồi xuống ghế sofa với Trần Nhị.
Được, tôi uống với cô. Thần Tống Hạ mỉm cười, ngón tay thon dài cầm ly rượu, ngẩng đầu uống một hơi. Bạn gái của tôi sao có thể để người khác khi dễ. Chương 42, cùng nhau một chỗ. Hứa Hoàn Nhan đang cầm ly rượu trong tay lập tức khựng lại. Cô có chút không tin khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Thần Tống Hạo. Hắn thích Lâm Thiến thật sao? Tim cô giống như vừa bị ai đập vào, không nén khỏi chua xót. Tốt, vậy tối nay chúng ta phải uống cho thoải mái. Văn Tĩnh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó rót rượu đầy hai ly, đưa một ly tới trước mặt Lâm Thiến. Lâm Thiến lúc này càng đắc ý, lớn tiếng nói: Văn Tĩnh, cô có thể kêu người đàn ông của cô uống giùm, tôi thấy Kỳ Chấn cũng quan tâm cô đấy. Tĩnh Nhi. Kỳ Chấn nghe Lâm Thiến nói vậy, không khỏi trợn mắt nhìn cô ta một cái, tiến lên giành lấy ly rượu trong tay Văn Tĩnh. Tĩnh Nhi, em ngồi kế anh là được, không cần uống nhiều rượu nữa. Hắn quay sang, mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Thiến. Lâm tiểu thư, hãy để tôi uống vài ly cùng cô, được không? Hứa Hoan Nhan để cái ly không xuống bàn, thừa dịp không ai chú ý, cô xoay người bỏ đi ra ngoài. Không hiểu sao, cô không muốn nhìn thấy Thần Tống Hạo uống rượu thay Lâm Thiến. Một cơn gió lướt qua, làm cơn nóng trong người cô cũng giải tỏa được một nửa. Làm sao bây giờ? Cô làm sao có thể ngăn lời nói ác độc, chỉ muốn gây sự của Lâm Thiến? Anh ta ở chung một chỗ với ai thì có dính dáng gì đến cô? Qua lại với Lâm Thiến thì sao chứ? Anh ta có tiền, lại đẹp trai, rất nhiều phụ nữ muốn được ở cạnh hắn, cứ sao hắn lại cứ quấn lấy cô không tha? Gặp lại nhau, không phải muốn nói một tiếng cảm ơn anh ta sao? Hứa Hoan Nhan cười khổ, đưa tay dựa lan can, chỉ thấy trong tim một mảnh lạnh lẽo kéo mà thôi. Đi theo tôi. Một đôi tay phía sau chật đè lên vai cô, không kịp để cô phản ứng đã đem cô ôm vào ngực đi ra xe. Cô không biết anh ta nói sao với mọi người trong phòng, lại bỏ Lâm Thiến tìm ra ngoài tìm cô. Một nỗi uất ức từ tim dâng lên, bỗng dưng nước mắt trào ra, tuôn như mưa xuống mặt cầu cô. Buông tôi ra, cái tên khốn kiếp này. Cô tức giận mắng hắn, nhưng hắn vẫn ngồi yên ở vị trí tay lái. Phịch một tiếng đóng cửa xe lại, xe từ từ chạy, anh ta đột nhiên nói: Không cần lo lắng chuyện của ba cô. Hứa Hoàn Nhàn ngừng khóc, cô sững sờ nhìn anh ta, còn người còn lại ngấn lệ chợt lóe lên tia sáng. Cảm ơn anh. Cô chân thành nói, một tia ấm áp chợt lên vào tim cô. Anh ta không nói gì, chỉ yên lặng lái xe. Một hồi sau, xe dừng lại dưới chân lầu của cung chung cư. Anh ta xuống xe, đi trước dẫn đường. Hứa Hoàn Nhan lau khô nước mắt, dường như biết tiếp theo anh ta muốn làm gì. Thang máy dừng lại, hắn trực tiếp đi tới cửa, lấy ra một cái chìa khóa đưa cho cô. Cô luôn không nhớ mình đã ký hợp hiệp ước, lại không muốn nghe điện thoại khi tôi gọi. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, cô dọn tới ở chỗ này, tôi sẽ không thường xuyên tới đây. Nhưng nếu cô không ở đây, thì tôi sẽ không biết sẽ làm cái gì đối với cô. Hứa Hoàn Nhan sừng sốt, quên cả cầm chìa khóa. Nhưng hắn lại tiến tới trước, trên cao nhìn xuống mặt cô. Thế nào, cô không muốn mời chủ trước căn hộ này vào nhà ngồi một chút sao? Lấy chìa khóa từ tay hắn mở cửa ra, Hứa Hoàn Nhan nhìn thấy trong căn hộ cũng giống như các căn hộ khác, trang trí nội thất hiện đại, đầy đủ, căn hộ tuy nhỏ nhưng rất thoải mái. Anh ta sẵn đà cởi áo thun t-shirt ra, lộ ra cơ thể trường, cường tráng khỏe mạnh, rồi nói với cô giống như thường ngày sai khiến người hầu. Đi pha nước, tôi muốn tắm. Chương 43, cô ghen tị sao? Hứa Hoàn Nhan kinh ngạc nhìn anh ta, người đàn ông bộ dáng lười biếng đang tùy tiện nằm trên ghế sofa, cầm lấy hộp điều khiển tivi, cô không khỏi có chút mất hồn. Anh đi với người phụ nữ khác ra ngoài uống rượu, giữa chừng lại bỏ rơi người kia, sau đó mang cô đến nơi này, lại còn bắt cô pha nước tắm cho hắn nữa. Sao lại đứng ngẩn người ở đây? Hay là cô muốn cùng tắm chung với tôi? Không nhìn đến cô, anh hướng mi lên nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Hứa Hoàn Nhan bị anh dọa sợ hết hồn, quay người chạy trối chết. Căn hộ mới, phòng tắm mới, cách bài trí cũng khác. May là cô cũng biết cách sử dụng bồn tắm lớn. Cô điều chỉnh nhiệt độ của nước, cho chảy thử, nước ấm vừa phải, thật là làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Được rồi. Cô là ít mà ý nhiều, bản thân đứng cách xa anh. Anh đứng lên, cơ bắp rắn chắc, đường cong nhìn mê hồn. Thời điểm anh đi qua bên cạnh người cô đỏ bừng mặt, cổ họng khô khốc, nuốt khan một tiếng. Anh hiếm khi không có quấy rầy cô, đi thẳng vào phòng tắm. Hứa Hoan Nhan đi tới phòng khách ngồi xuống ghế, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tại sao khi cô bội ước, nhưng anh vẫn như trước đây, giống như không có chuyện gì xảy ra. Theo như cô biết, anh tính tình bá đạo, lòng dạ ác độc, không bao giờ nương tay với ai. Tại sao lần này lại gặp lại, trước sau như một, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì. Hứa Hoan Nhan có chút lo lắng, cũng hơi lâu rồi, nhưng trong phòng tắm không có tiếng động nào. Lấy hết can đảm, cô gõ cửa. Thần Tống Hạo. Im lặng như tờ, không có âm thanh nào phát ra. Hứa Hoan Nhan nhíu nhíu mày, cô lớn tiếng một chút. Thần Tống Hạo, anh có sao không? Im ắng, mơ hồ nghe giống như có tiếng nước chảy. Hứa Hoan Nhan nhất thời sốt ruột, đẩy cửa bước vào. Bên trong hơi nước mì mụt, cô chợt rơi vào trong ngực lạnh ngắt của người nào đó. Vài giây sau bất ngờ, cô hét ầm lên. Anh biến thái, buông tôi ra. Không kịp nghĩ, cô nhấc đầu gối đá thật mạnh, nhưng anh linh hoạt, nhẹ nhàng tránh khỏi cú đá của cô, toàn thân ướt sũng, chớp mắt ôm Hứa Hoan Nhan vào trong ngực. Ngoan, để cho tôi ôm cô một lát. Anh lướt qua tai Hứa Hoan Nhan nói, âm thanh trầm thấp mê hoặc lòng người. Hứa Hoan Nhan nhất thời sừng sốt, quên cả vùng vẫy. Trên mái tóc đen nhánh của anh, từng giọt nước lăn xuống, rơi cả vào mặt cô, trong suốt long lánh như những hạt trân châu. Tại sao cho Lâm Thiến số điện thoại của tôi? Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi vấn đề này, khiến Hứa Hoan Nhan nhất thời câm lặng nhìn trần trối. Cô ta thích anh. Hứa Hoan Nhan nêu đại một lý do, cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Phụ nữ thích tôi, xếp hàng dài từ đây đến bờ biển. Chẳng lẽ tôi phải mở rộng tay ôm tất cả bọn họ vào trong ngực sao? Âm thanh của anh đầy tức giận, giọng điệu chất vấn, khiến Hứa Hoan Nhan chua xót, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. Rõ ràng hai người nói chuyện với nhau rất vui mà. Ánh mắt anh chợt lóe lên, khóe môi cong lên khiêu gợi. Mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô. Cô ghen phải không? Chương 44. Không chịu khuất phục. Hoan Nhan tim đập mạnh, ngẩng đầu lại chỉ nhìn thấy trong lòng, trong mắt xinh đẹp mang đầy vẻ kiêu ngạo cùng trêu chọc. Không hiểu tại sao, cảm giác buồn bã dâng lên. Cô đẩy anh, nhanh tay lau đi nước mắt, bướng bỉnh hất cằm. Thần Tống Hạo tiên sinh, dù anh có đến 100 tình nhân, tôi cũng sẽ không ghen. Hứa Hoan Nhan. Anh giận dữ gọi tên cô, dưới mái tóc đen, ánh nhìn sắc bén giống như của loài sói. Cô. Mẹ nó, vì sao luôn khẩu thị tâm phi? Anh từng bước tới gần, tay bóp cằm cô, trong tròng mắt lóe lên ngọn lửa. Thần Tổng Hạo, tôi đã nhịn anh nhiều, anh muốn khởi kiện thì khởi kiện, nếu anh đồng ý để tôi bồi thường tiền thì tôi sẽ bồi thường. Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau quay lại với Lâm Thiến của anh đi, các người là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Cô đẩy anh ra, mở cửa phòng tắm, dùng hết sức đem anh đẩy ra ngoài, khóa chặt cửa, sống lưng dọc theo cửa chậm rãi trượt xuống, nước mắt không kìm nén được nữa, rơi đầy trên mặt. Được. Anh gằn giọng. Tôi sẽ làm như cô mong muốn, nhưng là nếu đêm nay cô dám bước ra khỏi nơi này một bước, Hứa Hoan Nhan, tôi sẽ khiến cha cô chết già ở trong tù. Bên ngoài phòng tắm truyền âm thanh tức giận của anh cùng với tiếng ồn ào của đồ đạc bị đập vỡ. Một lúc sau, tiếng bước chân của anh xa dần, cùng với tiếng đóng cửa thật mạnh, căn phòng lập tức yên tĩnh. Cô cũng bị chính mình dọa sợ. Bình thường, cô yếu đuối là thế, tự dưng bây giờ giống như bị nổi điên, điên cuồng tức giận với anh. Đúng, cô tức giận. Cô cũng không rõ vì sao lại tức giận, không hiểu vì sao mình lại như vậy, ghét bỏ anh cùng Lâm Thiến ở cùng một chỗ. Cô thẫn thờ đứng dậy, rời khỏi nhà, tay siết chìa khóa đến phát đau. Thang máy dừng, qua thùng gã rác trước mặt, cô không do dự ném chìa khóa vào trong, đi nhanh về phía trước. 3 phút sau khi cô đem thùng rác lục tung, cũng tìm được cái chìa khóa, cô thầm thở dài, tâm trạng rối bời đứng lặng. Đúng vậy, có lẽ do cô uống rượu mới không khống chế được hành động bản thân.
Cô suy nghĩ linh tinh, cố tìm cho mình một lý do. Đi một quãng xa, cô mới nghĩ đến việc đền thu dọn một ít quần áo cùng đồ dùng của mình ở nhà Văn Tĩnh. Tìm chạm điện thoại, cô gọi cho Văn Tĩnh, cô ấy vẫn đang ở quán bar. Nghe âm thanh bên kia hỗn loạn, ồn ào, cô vội cúp máy gọi taxi đi tới quán bar. Taxi vừa dừng, Hoàn Nhàn đã thấy Kỳ Chấn ôm Văn Tĩnh say khướt đi ra. Cô chạy tới. Tĩnh, sao lại uống nhiều như thế? Văn Tĩnh vừa nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, cười to, nắm chặt lấy tay Hoàn Nhàn. Nhàn à, bạn biết không, hồ ly tinh kia đã bị mình chuốc say. Mẹ nó, con không uống được. Nhàn, bạn đã tránh xa cô ta. Nếu cô ta dám bắt nạt bạn, hãy nói cho mình biết, cho mình biết, nhớ không? Chương 45. Đùa giỡn thân mật. Văn Tĩnh cười ngây ngô, Hoàn Nhàn trong lòng trào lên nỗi uất ức khó nói. Tĩnh à, cảm ơn bạn. Xoay người đỡ cô ấy lên xe, khóe mắt liếc đến bóng hai người ôm chặt nhau. Lâm Thiến thử người gián sát và Thần Tống Hạo, mà trên mặt anh ta vẫn hiện ra vẻ hưởng thụ. Ngực Hoàn Nhàn đau nhói, đang muốn quay đi, Lâm Thiến nhìn thấy ánh mắt của cô lên vặn vẹo vòng eo, toát lên vẻ dụ hoặc, đôi tay giống như dây leo bò lên cổ Thần Tống Hạo. Hạo, đêm nay ở lại được không? Âm thanh mềm mại như nước truyền đến tai mọi người, Văn Tĩnh cơn giận bộc phát. Mẹ nó, giờ không phải là mùa xuân, sao có người đã gấp gáp thèm muốn đàn ông đến như vậy rồi? Thần Tống Hạo coi như không nghe thấy, gương mặt không chút thay đổi, đối với người chủ động dừng tới cũng có chút hứng thú. Lâm Thiến cười duyên một cái, ánh mắt xem thường nhìn Hoan Nhan. Còn hơn có người muốn cũng không ai để ý. Hạo, mình về thôi, em thấy nạnh quá. Hai mắt long lanh ngập nước nhìn chăm chú vào gương mặt anh Tuấn trước mắt. Bằng bất cứ giá nào, đêm nay cô phải khiến cho người đàn ông này hoàn toàn thuộc về mình. Được, em yêu, chúng ta đi thôi. Anh ôm sát lấy cô ta, hai người cắn chặt lấy nhau vui vẻ lướt qua Hoan Nhan. Không biết là vô tình hay cố ý, khi đi qua ngang bên người cô, ánh mắt cũng không thèm nhìn. Bả vai huých mạnh vào cô, khiến cô lảo đảo suýt ngã. Hoàn Nhàn thẫn thờ nhìn phía lưng hai người, cố gắng kiềm chế mới không để nước mắt rơi xuống. Hai tay nắm chặt. Nhàn à, mình hỏi bạn, bạn có biết Thần Tống Hạo này là kẻ lăng nhăng hay không? Văn Tĩnh say rượu, người ngả nghiêng lảo đảo, một mình Kỳ Chấn không thể giữ được cô. Tay chân luống cuống, nhíu mày nhìn cô hất tay mình ra tới bên cạnh Hoàn Nhàn. Hình như bóng dáng này nhìn rất quen. À, anh ta không phải là người khi dễ bạn hôm đó chứ? Văn Tĩnh hét ầm lên, Hoàn Nhàn nhìn nàng yếu ớt. Tĩnh, mình trước đây không quen anh ta, bây giờ cũng không. Theo Văn Tĩnh lên xe, lấy túi sách của mình, cô khéo léo từ chối Kỳ Chấn có ý tốt muốn đưa cô trở về. Đi thẳng tới điểm chờ xe buýt. Thần Tống Hạo cũng không đóng cửa kính xe, cách chạm dừng xe buýt nửa thước. Hoàn Nhàn cố gắng gạt bỏ khả năng nghe của mình, nhưng âm thanh rên rỉ khiến người ta tim đập mặt đỏ vẫn truyền đến. Hạo, chúng ta về nhà, ở đây còn có người đang nhìn. Lâm Thiến bị trêu chọc nhanh chóng động tình, áo bị cởi hết một nửa, dựa vào trong ngực anh. Nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng người bên ngoài xe, hứa Hoàn Nhàn. Bạn thiếu gia muốn ở trong xe. Thần Tống Hạo không e ngại mở miệng, bàn tay đưa nắm lấy ngực cô, bóp nhẹ, Lâm Thiến toàn thân mềm rũ, không còn chút sức lực ngã vào trong lòng anh. Chương 46. Không có chuyện gì. Tay anh tùy sở diện, vuốt ve trên người cô, từng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ kia. Tóc buông thả rơi trên vai, quần bò bạc phách, áo sơ mi bình thường đơn giản, chỉ là bóng dáng sau lưng kia quật cường đến nỗi làm người khác đau lòng. Tự dưng có chút phiền chán, anh mím môi, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Thiến, em rất đẹp. Anh mở miệng đẩy cô xuống ghế, bàn tay theo chiếc váy ngắn đi vào tại quần lót phiền tơ, tùy tiện vuốt ve. Hạo, anh nhẹ chút. Lâm Thiến ánh mắt mơ màng, hai má đỏ hồng, xinh đẹp và quyến rũ. Anh kinh ngạc phát hiện mình lại không có chút ham muốn nào,
nhìn người phụ nữ quyến rũ đầy dụ hoặc dưới thân mình. Trong lòng anh, ngay cả một chút phản ứng bình thường cũng không có. Ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cô im lặng đứng đó, gương mặt bướng bỉnh có chút buồn. Gió thổi bay mái tóc lộ ra vầng trán cực kỳ giống một người. Anh hoảng hốt, bàn tay đang chu du thám hiểm vội dừng lại. Lâm Thiến đang động tình bất mãn chù môi, hai tay nắm lấy tay anh. Hạo, sao lại dừng? Có người đứng ngoài xem, mất hứng. Anh đẩy người phụ nữ trong lòng ra, tròn mắt vừa đảo. Quả nhiên thấy lưng cô thoáng chút cứng đờ. Đúng lúc xe buýt vừa tới, Hoàn Nhàn bước nhanh xuống đường. Đang lên xe, bước chân hơi dừng một chút, quay sang xem thường nhìn hai người. Xe chật thật, không hợp với thân phận của thân tiên sinh, hay là hai người phụ nữ của anh ngay cả khách sạn cũng không xứng được ở. Cô vẫy tay cười rạng rỡ. Tạm biệt, thân tiên sinh, Lâm tiểu thư. Bước lên xe, bỏ tiền xu vào trong hộp tiền, cô tìm chỗ ngồi xuống. Có lẽ vì uống say mà mắt nhìn cả chiếc xe càng ngày càng mơ hồ, mặt cũng ẩm ướt một mảng. Đi qua ngõ nhỏ tối đen về nhà, mẹ kế đã ngủ, Mễ Dương còn chưa trở về. Phòng trà đã tắt đèn, Hoàn Nhàn nhẹ chân đẩy cửa, bật đèn, ánh mắt trèo lại, vừa thích ứng ánh sáng, ngay lập tức nhìn chằm chằm một chỗ. Cha! Hốc mắt Hoàn Nhàn chật nóng, nước mắt trào ra, cô chẳng qua là về muộn một chút. Mẹ kế ngay cả việc đưa trà ít vệ sinh cũng bỏ mặc. Hoàn Nhàn nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, không nhịn được khóc to. Cha, là con không tốt, con lập tức lau người cho cha được không? Chương 47, thật sự mệt mỏi. Hoàn Nhàn đưa tay lau nước mắt, cô cố sức nâng người cha dậy, Hứa Hướng Cảnh không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt dừng ở trên mặt Hoàn Nhàn. Dường như có chút áy náy cùng yêu thương. Cha cố chịu một lát, con sẽ đưa cha tới phòng tắm. Hoàn Nhàn khó khăn cúi xuống, đem hai tay cha vòng qua gáy, thử mấy lần đều không thể đem thân hình cao to của Hứa Hướng Cảnh cõng lên. Hoàn Nhàn cắn răng, mồ hôi chảy đầy trên trán. Cha, con rất lợi hại, cha đừng lo. Gần như sức lực toàn thân đều dùng hết, Hoàn Nhàn mới miễn cưỡng đem Hứa Hướng Cảnh rời khỏi giường. Nhưng mới thử vài bước, hai chân Hoàn Nhàn chợt mềm nhũn, không chống đỡ được ngã xuống đất. Hứa Hướng Cảnh không thể động đậy, cả người ngã mạnh trên người Hoàn Nhàn. Hai đầu gối đập xuống sàn đau điếng, mà cha giống như một ngọn núi nhỏ trên lưng. Hoàn Nhàn toàn bộ uất ức đều trút ra, cô thảm hại ngã trên sàn nhà, khóc thành tiếng. Dầm một tiếng, cửa phòng khép hờ bị đá văng. Hoàn Nhàn ngẩng đầu lên nhìn thấy nếp nhăn trên áo ngủ Hoàng Thư Quyên, vẻ mặt tức giận đứng ở cửa. Bà ta khinh thường lướt mắt nhìn hai cha con hai người ngã trên mặt đất, nổi giận đùng đùng mắng to. Quán ở đêm, các người chết đâu mà người đã khóc sướt mướt, không để ai ngủ. Tại sao bà bỏ mặc cha? Bà không biết hai chân cha không thể cử động sao? Hoàn Nhàn nhìn về phía bà hét to, hai mắt sưng đỏ, thảm hại ngã trên mặt đất không thể đứng dậy. Nhưng cô không còn là một Hứa Hoàn Nhàn yếu đuối trước kia. Tại sao ta phải chăm sóc cho ông ta? Ta gả vào đây chưa được hưởng một ngày sung sướng, còn bắt ta chăm sóc một kẻ tàn phế. Hứa Hoàn Nhàn, ta không đem hai người đuổi ra khỏi nhà, nên hai người cảm thấy lên may mắn. Đây là mẹ tôi để lại cho cha, bà có tư cách gì đuổi chúng tôi ra ngoài? Hoàn Nhàn khàn giọng hét lớn, không chú ý đến hai mắt Hứa Hướng Cảnh ứa ra nước mắt. Được, đã như vậy, người đem những chi phí ta đã bỏ ra cho cha người trong những năm gần đây toàn bộ trả hết, ta lập tức đi ngay. Hoàng Thư Quyền chống thắt lưng, bộ dáng hoàn toàn giống người đàn bà chanh chua. Hoàn Nhàn chật vật, miễn cưỡng bỏ giày dậy nửa người, cô nào khổ nước mắt lạnh lùng nhìn bà ta. Hứa Hoàn Nhàn tôi bằng mọi giá, dù bán máu cũng đem trả lại tiền cho bà. Hoàng Thư Quyền cười khinh bỉ. Ta sẽ chờ cô đem tiền cho ta. Bà ta oán hận trừng mắt nhìn Hứa Hoàn Nhàn rồi xoay người đi. Tắm rửa tiết kiệm, tháng này tiền nước đã tăng hơn rồi. Hoàn Nhàn lập tức ngồi bệt xuống sàn nhà, im lặng nhìn Hứa Hướng Cảnh. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không có chút sức lực, trong mắt đen dừng trên người Hứa Hướng Cảnh. Cha, con cảm thấy mệt mỏi quá. Giúp cha rửa sạch sẽ xong đã quá nửa đêm,
Hoàn Nhàn cả đêm không ngủ được, sáng sớm giúp cha vệ sinh cá nhân xong mới đi xe buýt đến trường. Một đêm không ngủ, sắc mặt không được tốt, cúi đầu đang muốn lên phòng, chợt có người tiến đến ngăn cản đường đi của cô. Chương 48: Hối hận đã muộn. Hoàn Nhàn ngẩng đầu. "Bạn Họng, nhường đường một chút." Lời nói ra đến miệng bị chặn lại ở cổ họng, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt là Tống Gia Minh. Hơn một tháng không gặp, anh trông hốc hác, tiểu tụy đi rất nhiều, làm cho cô kinh ngạc. "Nhàn." Anh trầm thấp gọi tên cô, giọng nói quen thuộc khiến đáy lòng Hoàn Nhàn run lên, mũi chua xót, thiếu chút nữa bật khóc. Cô lắc đầu, nặn ra nụ cười. "Đến tìm Lâm Thiến sao? Tôi gọi giúp anh." "Anh và cô ấy đã chia tay." Tống Gia Minh giọng điệu mang theo tức giận, lại một lần nữa chặn đường Hoàn Nhàn. "Vậy à, xin chúc mừng." Hoàn Nhàn cất giọng mỉa mai, cô thong thả nhìn anh ta, vẻ mặt trước sau như một. "Nhàn, anh biết em rất hận anh." "Không, chỉ hận không quá một ngày." Hoàn Nhàn cười nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản trong suốt. Tống Gia Minh hơi giật mình, Hoàn Nhàn hiện tại khiến cho anh có cảm giác thực ra chưa từng quen biết cô. Anh gỡ mắt kính xuống, xoa nhẹ hốc mắt, cười khổ. "Nhàn, anh ở đây chờ em đã lâu, chúng ta không thể nói chuyện một lúc sao?" Hoàn Nhàn lắc đầu. "Kể từ khi anh chơi trò bắt cá hai tay, chúng ta không còn gì để nói." "Nhàn, anh đã biết anh sai." Tống Gia Minh cất giọng thành khẩn, Hoàn Nhàn nghĩ sẽ phải ép bản thân không được dao động, lại ngạc nhiên phát hiện, khi nghe anh nói như vậy, cô trong lòng lại bình tĩnh không chút cảm giác. "Không có ai đứng im một chỗ chờ anh, cho anh hối hận trở lại." Hoàn Nhàn vẫn là cười nhẹ, cô bây giờ có thể bình tĩnh đối diện với người cô đã từng yêu, từng hận, không có chút cảm tình, ngay cả xúc động muốn khóc cũng không có. "Nhàn, em đã thay đổi." Tống Gia Minh thở dài đẩy kính mắt. "Tại anh thay đổi nên tôi cũng phải thay đổi." "Nhàn, anh không thích em tỏ vẻ lạnh lùng như vậy, xem không dịu dàng, ngoan ngoãn như trước." Tống Gia Minh khẽ nhíu mày, có chút chán nản. "Xin lỗi, tôi và anh không giống nhau, tôi chính là như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình bây giờ rất tốt, không nghĩ phải thay đổi." Hoàn Nhàn ý cười càng sâu bước đi. "Tống Gia Minh, tôi muốn lên phòng, anh đi đi." "Nhàn, đợi đã." Tống Gia Minh chạy nhanh chặn cô lại. Ký túc xá lúc này đã có vài bạn học ra vào, nét mặt anh thoáng chút không tự nhiên. "Nhàn, chúng ta qua bên kia nói chuyện được không?" Hoàn Nhàn không do dự lắc đầu. Tống Gia Minh thở dài, nhíu mặt mày nhíu chặt. "Nhàn, anh biết mình đã sai, làm em tức giận. Anh sẽ coi hành động tùy hứng vừa rồi của em là để trừng phạt việc anh bắt cá hai tay. Bây giờ, anh xin lỗi em, chúng ta bắt đầu lại được không?" Anh tuy là xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn cao ngạo, làm cho cơn giận của Hoàn Nhàn lập tức bùng lên. Chương 49: Xấu xí mỹ lệ. "Anh xem tôi là loại người gì?" Hứa Hoàn Nhàn cười nhạt, run run tức giận đứng lên. "Hừ, thời điểm này bắt cá hai tay, hắn không thấy xấu, thấy thẹn sao? Bây giờ bị người kia bỏ rơi còn ra vẻ tử tế cho cô cơ hội qua lại với hắn lần nữa. Thật là bộ dáng xấu xa, hắn tưởng rằng đàn ông trong thiên hạ chết hết rồi chắc." "Tống Gia Minh, xem ra anh đã hiểu lầm, vậy bây giờ hãy nghe tôi." "Nhàn Nhi, anh câm miệng." Hứa Hoàn Nhàn không nhịn được, hét lớn lên. Tùy ý chút cần tức giận làm Tống Gia Minh giật mình ngẩn người, đứng trơ ra như phỏng. "Tôi không thương anh, đồng thời cũng không hận anh, không nghĩ sẽ quay lại với anh, hiểu không? Cho nên bây giờ, anh muốn làm gì thì làm, không cần tìm tới tôi nữa. Tôi không phải là vật thế thân, cũng không phải đồ để dành, càng không phải là con ngốc chỉ biết ở một chỗ chờ anh đến để mát đến. Anh có hiểu ý tôi nói không?" Cô nói một hơi không nghỉ, sau đó dừng lại thở dốc. Tống Gia Minh sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt lại, khớp xương kêu rắc rắc. Hứa Hoàn Nhàn tưởng anh muốn đánh cô, không khỏi lùi về sau một bước, lấy cái túi che trước mặt, hai mắt trợn to quát. "Tôi cảnh cáo anh, nếu còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát." "Hứa Hoàn Nhàn, cô đừng lớn lối,
rồi sẽ biết tay tôi. Tống Gia Minh giận dữ ném lại câu nói, xoay người nhếch nhác bước vội đi ra ngoài. Hứa Hàn Nhàn thở dài một hơi, quay người ôm chặt lấy túi, mệt mỏi đi về nhà trọ. Chớp mắt cảnh còn người đã xa, chớp mắt thế sự lại xoay trần, rốt cuộc chẳng biết là như thế nào nữa. Nếu là trước đây, cô sẽ không nghĩ như vậy. Còn bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, không ai có thể làm Hứa Hoan Nhan cô suy sụp được. Khi đang yêu, tưởng mọi việc đều thuận lợi, nhưng rồi, chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi, lạnh lùng vô tình. Thời điểm lấy chìa khóa đã ra định mở cửa, đối diện bên phòng kia giặt quần áo truyền đến giọng nói quen thuộc kia. Hứa Hoan Nhan nghe thấy âm thanh kia, nhịn không được, đứng lại nghe lén. Lâm Thiến, quần áo cô còn tốt như thế mà lại vứt bỏ. Người đàn ông của tôi muốn tôi nhanh chóng dọn chúng đi. Những món đồ cũ rích này tôi không mang theo, nếu các người thấy thích có thể lấy đi. Nghe nói bạn trai cô rất giàu lại tuấn tú, đẹp trai à? Còn Tống Gia Minh thì sao? Không phải hai người ở chung với nhau tháng trước hay sao? Tống Gia Minh có thể so được sao? Thân tiên sinh nhà người ta đi xe hơi thể thao mấy trăm vạn, ngay cả áo sơ mi anh ta mặc cũng là hàng hiệu, hắn lấy gì để so sánh với anh ta đây? Lâm Thiến thích thú nghe mọi người tranh nhau nói, âm thanh càng lúc càng lớn hơn. Hứa Hoan Nhàn lắc đầu, đáy lòng chua xót làm cô phiền muộn, đang định đẩy cửa bước vào. Ủa, Hứa Hoan Nhàn, cô về rồi sao? Mau lại đây nhìn xem, những bộ đồ này tôi không mang đi, cô xem chọn vài món đi. Chậc chậc, cô xem kìa, quanh đi quần lại chỉ có hai bộ thay đổi, nghèo như vậy không có đàn ông nào nhìn tới đâu. Lâm Thiến mặc độ bồi đồ hiệu Gucci, khuôn mặt mỹ miều như đóa hoa hạnh túc. Hứa Hoan Nhàn cúi đầu nhìn lại mình, trên người mặc áo sơ mi, chân mang đôi giày chơi bóng, cười nhạt. Ngại quá, tôi chỉ thích mặc đồ tự mình sắm, cảm ơn ý tốt của cô. Thôi đi, giả bộ thành cào gì chứ, tôi có ý tốt, cô không muốn nhận thì thôi. Lâm Thiến bĩu môi, khinh bỉ cất giọng. Bằng một tiếng đem đống đồ vứt vào thùng rác. Hết chương 49, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment.